Hot News Showbiz. 18 phim hậu cung Trung Quốc hay nhất dành cho khán giả mê cung đấu. Phim cung đấu là đặc sản của truyền hình Hoa ngữ, một thời gian dài thống trị màn ảnh các nước châu Á và được xuất khẩu sang cả phương Tây. Dòng phim hậu cung đã giúp nhiều diễn viên bật dậy tên tuổi sau thời gian dài chìm trong màn đêm, chẳng hạn như Tần Lam, Tưởng Hân, Nhiếp Viễn, Thái Thiếu Phân, Đặng Tụy Vân. Dưới đây là những bộ phim hậu cung Trung Quốc hay nhất với những màn cung đấu gay cấn mà các một phim không nên bỏ qua. Thâm cung nội chiến War and Beauty 2004. Một trong những bộ phim cung đấu Trung Quốc hay nhất. Đây là bộ phim lão tổ của dòng phim cung đấu, đánh dấu lần đầu tiên phim đấu đá hậu cung được đưa lên màn ảnh. Phim lần đầu tiên chứng kiến màn bắt tay của bốn hoa đán từng giành giải nữ diễn viên chính sắc nhất của đài TVB là Sa Thi Mạn, Lê Tư, Đặng Tụy Vân, Trương Khả Di, trở thành bức tượng đài sừng sững mà hơn 16 năm sau vẫn chưa đàn em nào có thể vượt qua. Phim cung đấu Trung Quốc hay này lấy bối cảnh hoàng đế Gia Khánh thời nhà Thanh, giữa chốn hậu cung vàng thau lẫn lộn, thật giả khó phân biệt, các mỹ nữ đều ngập chìm trong những dục vọng dơ bẩn. Hậu quả của sự tha hóa ngày càng rõ ràng, họ bắt đầu mất đi tất cả và chỉ có thể tự trách bản thân. Cuộc sống bên ngoài từ cấm thành ngày càng trở nên bất ổn, cuối cùng chỉ có sự tha hóa là chiến thắng, tất cả những người liên quan đều phải chết hoặc phải rời khỏi từ cấm thành. Cung Tâm Kế 2009. Đây là bộ phim cung đấu xuất sắc của đài TVB, giữ kỷ lục lượt xem trong nhiều năm liền. Hiện Cung Tâm Kế vẫn nằm trong top 5 phim có lượt xem cao nhất tại Hồng Kông dù đã ra mắt cách đây hơn 10 năm. Nhắc đến Sa Thi Mạn là người ta nghĩ ngay đến nhân vật Lưu Tam Hảo với đức tính làm việc tốt, nói lời hay, có lòng thiện, xứng danh Tam Hảo. Tuy nhiên, sự từ bi của cô chỉ đổi lại lòng đố kỵ và thù ghét của người bạn thân từ thuở nhỏ là Diêu Kim Linh, Dương Di Đóng. Dù suốt cả phim luôn bị cô bạn hai mặt dùng đủ chiêu cho hành hạ, nhưng Lưu Tam Hảo vẫn luôn hiền lành tốt bụng, chưa bao giờ nghĩ đến việc báo thù. Mỹ Nhân Tâm Kế Beauty Rival in Palace 2010. Đây là bộ phim bom tấn năm 2010 của biên kịch Matt Tay Vu Chính với kinh phí lên tới 50 triệu tệ, 7,3 triệu đô la Mỹ, giúp dàn diễn viên từ chính tới phụ đều nổi đình nổi đám. Dù được xếp vào hạng mục cung đấu nhưng Mỹ Nhân Tâm Kế lại thiên về yếu tố giã sử. Phim lấy bối cảnh đời Tây Hán, xoay quanh nàng Đậu Y Phòng, vốn là con gái của một cung nữ bị truy sát. Sau bao phen gian nan, nàng đã trở thành hoàng hậu của Hán Văn Đế, mở ra thời kỳ hưng thịnh của đất nước. Phim không có quá nhiều màn đấu đá nữ nhi thường thấy, nhưng lại không thiếu các màn tranh giành quyền lực đẫm máu từ hậu cung đến tiền triều, giúp khán giả đỡ ngán sau khi đã xem quá nhiều màn chặt chém chát chúa của các mỹ nữ thâm cung. Vạn Phụng Chi Vương 2011. Đây là một trong những bộ phim kinh điển của TVB trong năm 2011, giúp Hồ Hạnh Nhi đoạt giải thị hậu của TVB với vai Nguyên Uyển. Phim hậu cung Trung Quốc hay nhất này xoay quanh cuộc tranh đấu giữa hai nàng Ỷ Lan, Tuyên Huyên và Nguyên Uyển trong hậu cung của đạo Quang Đế thời nhà Thanh. Từ một người phụ nữ trong sáng, nhân hậu, nhưng Ỷ Lan đã thay đổi tâm tính, trở thành người thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Chiến thắng cả Thái hậu, Hoàng hậu và Phi Tần Lục Cung, nhưng bản tính lương thiện mất đi khiến Ỷ Lan cũng đánh mất trái tim của Hoàng đế. Ỷ Lan còn tàn nhẫn ép vua uống thuốc độc rồi trở thành Vạn Phụng Chi Vương, có cả thiên hạ nhưng phải sống quạnh quẽ đến già. Khuynh Thế Hoàng Phi 2011. The Glamorous Imperial Concubine dựa trên tiểu thuyết cùng tên của tác giả Mộ Dung Yên Trì. Phim dài 42 tập do Lâm Tâm Như sản xuất. Chuyện phim kể về cuộc đời của công chúa Sở Quốc Mã Phúc Nhã, Lâm Tâm Như, ở thế kỷ 10. Trong thời kỳ vương quốc nội chiến, hoàng thúc của Phúc Nhã đã chiếm đoạt ngai vàng và giết chết cha cô. Phúc Nhã bằng mọi cách chiếm lại ngai vàng và trả thù cho cha. Mã Phúc Nhã được cả hai hoàng tử Mạnh Kỳ Hữu, Thục Quốc và thái tử Bắc Hán Lưu Liên Thành yêu mến. Song song đó là cuộc chiến trong chốn hậu cung đầy mưu mô xảo quyệt không hồi kết.
Mỹ nhân thiên hạ BT World 2011. Phim cung đấu của đạo diễn Lý Tuệ Châu dài 35 tập. Mỹ nhân thiên hạ có sự tham gia của các diễn viên Minh Đạo, Dương Mịch, Hà Thạnh Minh, Lý Tiểu Lộ, Trương Đình, Tưởng Y Y, Trịnh Quốc Lâm, Trương Thần Quan. Phim lấy bối cảnh đời nhà Đường do Đường Cao Tông, Lý Trị làm hoàng đế. Hoàng hậu Vương Nghi Quân 15 tuổi đã vào cung làm Tấn Vương Phi. Bà là người nhân hậu, đoan trang nhưng đáng tiếc lại không có con. Chính vì thế, Lý Trị không mấy quan tâm đến bà. Sau khi nhập cung, Võ Mị Nương đã sinh được công chúa. Do muốn đoạt ngôi vị hoàng hậu nên Võ Mị Nương tìm mọi cách hãm hại hoàng hậu. Chính vì thế, chốn hậu cung luôn xảy ra sóng gió máu tanh. Hậu cung Chân Hoàn truyện Empress in the Palace 2012. Đây là bộ phim nằm trong top phim cung đấu hay nhất trong năm 2012. Độ thu hút sánh ngang với các tác phẩm kinh điển như Tây Du Ký hay Hoàn Châu Cách Cách, vốn là những cây đa cây để giúp đưa phim ảnh Trung Quốc đến với khán giả thế giới. Nhiều năm trôi qua, người ta vẫn không ngừng nhắc đến Chân Hoàn truyện mỗi khi muốn tìm xem một phim cung đấu hay. Phim lấy bối cảnh nhà Thanh, triều đại Ung Chính. Tôn Lệ vào vai nàng Chân Hoàn từ một nữ nhi thường tình, không tranh giành địa vị nhưng bị đẩy đến đường cùng, phải hắc hóa để sinh tồn trong chốn hậu cung và cứu lấy những người mình yêu thương. Tạo hình của phim được khen ngợi, cho thấy sự thay đổi đặc sắc của Chân Hoàn theo từng nấc thang bắc lên vị trí cao nhất là Sùng Khánh Thái Hậu. Diễn xuất, ánh mắt của cô khiến người xem phải dùng mình trước vòng xoáy hậu cung tranh đua không ngớt, làm biến dạng méo mó bản chất lương thiện của con người. Sau lớp phượng bào đều là những toan tính đồng hành cùng nỗi cô đơn, bất an. Dù đã bước lên đỉnh cao nhất nhưng điều duy nhất Chân Hoàn cảm thấy chính là ta mệt rồi. Đối thủ của Chân Hoàn là Hoàng hậu Nghi Tu do Thái Thiếu Phân đảm trách, cũng không hề kém cạnh với năng lực đấu đá xứng tầm, biến hậu cung thành chốn khắc nghiệt lạnh lẽo. Phim xứng đáng là một trong những bộ phim cung đấu hay nhất. Cung tỏa Trầm Hương 2013. Trầm Hương, Châu Đông Vũ là cô gái hiền lành, nhút nhát, được tuyển chọn vào cung làm cung nữ. Từ nhỏ, cô đã kết giao tỉ muội với Lưu Ly, Triệu Lệ Dĩnh, cô gái hoạt bát, lanh lợi. Cả hai vô cùng thân thiết, như chị em ruột. Song tham vọng của Lưu Ly vô cùng lớn. Cô tìm mọi cách để có thể đổi đời và tiếp cận cửu A-ca Dận Chân. Để đạt được mục đích của mình, nhưng Ly đã quyến rũ cửu A-ca và cả hai đã có những màn ân ái nóng bỏng. Một ngày, Lưu Ly nhờ Trầm Hương đi trực dùm. Nhờ đó Trầm Hương quen được thập tam A-ca, Trần Hiểu. Song lúc ấy cô lại bịt khăn che mặt vì sợ lộ chuyện trực thay và làm rơi chiếc khăn. Sau khi bị cửu A-ca phụ bạc, Lưu Ly lại tiếp cận thập tam A-ca. Cô tự nhận mình là cô gái làm rơi khăn đêm hôm ấy để được thập tam A-ca nạp làm thiếp. Trầm Hương vì để bảo vệ cho bạn thân là thái giám đã phải hầu hạ Lưu Ly. Song sau cùng, lương duyên của Trầm Hương và thập tam A-ca vẫn tiếp diễn. Võ Mị Nương truyền kỳ The Empress of China 2014. The Empress of China xoay quanh cuộc đời của Võ Tắc Thiên, vị nữ hoàng đầu tiên và duy nhất trong lịch sử Trung Quốc. 14 tuổi, Võ Chiếu, Phạm Băng Băng nhập cung làm cung nữ. Do xinh đẹp, thông minh, nàng được vua Đường Thái Tông Lý Thế Dân sủng ái và ban tên là Võ Mị Nương. Ban đầu, Võ Mị Nương rất hiền lành, nhân hậu. Song do sống trong cung với bao mưu mô quỷ quyệt, tranh đấu giữa chốn hậu cung, Mị Nương hoàn toàn thay đổi. Để bảo vệ mình và người thân, Võ Mị Nương trở nên toan tính và thâm độc. Sau bao khó khăn, cuối cùng Võ Mị Nương trở thành nữ hoàng đế đầu tiên của Trung Quốc. Võ Mị Nương truyền kỳ có rating cao nhất trong năm 2014 tại Trung Quốc. Đây cũng là bộ phim cung đấu ăn khách nhất trong năm này. Mị Nguyệt truyện The Legend of Mi Yue 2015. The Legend of Mi Yue là một bộ phim bom tấn cổ trang kết hợp giữa lịch sử và yếu tố cung đấu. Phim xoay quanh cuộc đời của Mị Nguyệt, Tuyên Thái Hậu, do Tôn Lệ thủ vai từ khi còn là công chúa đến khi trở thành Thái Hậu. Mị Nguyệt là một công chúa thông minh, lanh lợi thời nhà Chu. Khi trưởng thành, cô phải rời xa mối tình đầu để đến nước Tần làm thiếp cùng em gái. Được nhà vua sủng ái, Mị Nguyệt sinh ra một hoàng tử.
Điều này đã dẫn đến những mâu thuẫn, ghen tị của em gái Mị Nguyệt cũng như các phi tần khác. Họ tìm mọi cách hãm hại hai mẹ con Mị Nguyệt. Ngoài ra, Mị Nguyệt truyện có sự tham gia của các diễn viên như Lưu Đào, Phung Trung Tín, Hoàng Hiên, Cao Vân Tường phim do Trịnh Hiểu Long đạo diễn cùng ekip bộ phim Chân Hoàn Truyện đảm trách. Bối cảnh đẹp, diễn xuất ấn tượng cùng nội dung hấp dẫn nên Mị Nguyệt truyện là một trong những bộ phim cung đấu của Trung Quốc hay nhất nên xem. Phù Giao Hoàng Hậu Legend of Phiêu Ao 2018. Bộ phim cung đấu Trung Quốc hay của đạo diễn Dương Văn Quân dài 66 tập. Phim được xây dựng dựa trên tiểu thuyết Legend of Phiêu Ao của tác giả Thiên Hạ Quy Nguyên. Phù Giao Hoàng Hậu đạt hơn 14 tỷ lượt xem tại Trung Quốc, 200 triệu lượt xem trên YouTube và hơn 100 triệu trên FPT Play. Nội dung phim cung đấu này xoay quanh Mạnh Phù Giao, Dương Mịch. Phù Giao xinh đẹp, thông minh và kiên cường. Sứ mệnh của nàng là phải tìm kiếm mật lệnh trong ngũ châu và hóa giải phong ấn trong cơ thể. Vì thế, Phù Giao luôn gặp nguy hiểm trên hành trình của mình. Rồi nàng quen biết trưởng Tôn Vô Cực, Nguyễn Kinh Thiên, thái tử của Thiên Quyền Hoàng tộc. Sau nhiều biến cố cùng những âm mưu thâm độc trốn hoàng cung, cả hai dần dần yêu nhau, mang đến chuyện tình ngọt ngào, lãng mạn. Hậu cung như ý truyện 2018. Kết thúc của bộ phim Hậu cung Chân Hoàn Truyện là cảm hứng để tác giả Lưu Liễm Tử tiếp tục viết nên sản phẩm cung đấu thành công thứ hai của mình, chính là Hậu cung như ý truyện với sự tham gia của tam kim ảnh hậu Châu Tấn. Phim bắt đầu với mối tình thanh mai trúc mã đơn thuần giữa nàng Thanh Anh và chàng thiếu niên Hoàng Lịch. Sau khi chàng lên ngôi Càn Long Hoàng đế, Thanh Anh trở thành chức phúc tấn và không ngừng bị nhiều bên hãm hại. Nàng sau đó xin Thái Hậu đổi tên thành Như Ý, muốn sống bình yên trốn hậu cung nhưng lại bị thị nữ trung thành vu oan giá họa, khiến nàng bị đày vào lãnh cung 3 năm. Như Ý phải dùng kế tự hạ độc mình mới thoát ra được, sau đó trải qua bao biến cố mà bước lên ngôi hoàng hậu. Tuy nhiên lúc này, hoàng lịch của nàng đã không còn như xưa. Hoàng đế nhiều lần khiến Như Ý cảm thấy nhục nhã, phẫn uất, cuối cùng nàng phát bệnh lao mà chết. Càn Long đau khổ dày vò tâm can đến cuối đời, cố tìm lại hình bóng Thanh Anh trong vô vọng. Diên Hy Công Lược 2018. Mặc dù Google bị hạn chế ở Trung Quốc nhưng Diên Hy Công Lược lại là từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên thế giới vào năm 2018, chưa kể nền tảng tìm kiếm chính là Baidu. Bộ phim Hậu cung Trung Quốc hay nhất này đã được 90 nước mua bản quyền, giúp Ngô Cẩn Ngôn, Hứa Khải, Tần Lam lột top đầu các diễn viên được yêu thích nhất. Đặc biệt phim có sự tham gia của nhất tỷ TVB Sa Thi Mạn trong vai Nhàn Phi vừa chính vừa tà khiến người xem không thể thoát khỏi từng ánh mắt, từng cái nhếch miệng của cô. Phim cung đấu thời nhà Thanh này lấy bối cảnh những năm đầu triều đại Càn Long, thiếu nữ Ngụy Anh Lạc, Ngô Cẩn Ngôn nhập cung để đòi lại công lý sau cái chết của chị gái. Nhờ sự đa mưu túc trí, lạc quan và dứt khoát, Ngụy Anh Lạc đã có được tình yêu của cả hoàng đế và đại thần Phú Sát Phó Hằng. Sau bao hiểm nguy được hóa giải, Ngụy Anh Lạc trở thành hoàng quý phi thống lĩnh lục cung, cùng hoàng đế tận hưởng thái bình. Tam Quốc Cơ Mật Secrets of Tartary Kingdom 2018. Dựa trên tiểu thuyết lịch sử thế kỷ 14 Romance of Tartary Kingdom, bộ phim truyền hình Trung Quốc này lấy bối cảnh vào cuối triều đại nhà Hán, khi họ đã trị vì được 400 năm. Phim tập trung vào thời điểm 20 năm, từ năm 200 công nguyên cho đến cuối thời nhà Hán vào năm 220 công nguyên. Phim dài 54 tập do Du Đạt Chí và Trịnh Vĩ Văn đạo diễn. Nội dung phim xoay quanh cuộc chiến giữa các thế lực vào cuối thời Đông Hán. Phim có sự tham gia của Đồng Khiết, Hàn Đông Quân, Mã Thiên Vũ đã tạo nên cơn sốt ở châu Á. Hạo Lan truyện The Legend of Hạo Lan 2019. Trong thời Chiến Quốc, Lý Hạo Lan, Ngô Cẩn Ngôn bị mẹ kế hãm hại trở thành nô lệ. Cô được Lã Bất Vi, Nhiếp Viễn mua về và tặng cho doanh dị nhân Mao Tử Tuấn, người đang làm con tin để đảm bảo hiệp định đình chiến giữa nước Tần và nước Triệu. Sau khi dị nhân lên ngôi, Hạo Lan đã hạ sinh doanh chính, Đồng Mộng Thực, sau này lên ngôi, lấy hiệu là Tần Thủy Hoàng. Mạch phim của Hạo Lan truyện vô cùng căng thẳng với những mưu kế hậu cung tàn độc. Đặc biệt,
Hạo Lan luôn phải đối phó với công chúa Nhã, Hải Linh, người yêu dị nhân điên cuồng. Chính vì thế, công chúa Nhã tìm mọi cách để hãm hại Hạo Lan. Phượng Dịch Legend of the Phoenix 2019. Phượng Dịch lấy thời điểm những năm Đông Lương. Nội dung phim xoay quanh Diệp Ngưng Chi, Hà Hoàng San vào cung biểu diễn tập kỹ mừng thọ Thái hậu xong lại bị trưởng công chúa Lưu Mẫn đóng hãm hại. Tuy nhiên, Ngụy Quảng, Từ Chính Khê, đệ nhất mưu sĩ của Đại Lương, đã cứu giúp nàng. Sau đó nàng lại phải nhập cung hầu hạ hoàng hậu Tào Hy Văn. Với sự thông minh và lòng quả cảm, nàng đã ra tay giúp đỡ những người bị áp bức, khiến vua và hoàng hậu chú ý. Tuy nhiên, trưởng công chúa vẫn không thôi hãm hại nàng, khiến cho Diệp Ngưng Chi nhiều lần rơi vào nguy hiểm đến tính mạng. Song cùng với Ngụy Quảng, cả hai đã đập tan nhiều âm mưu của trưởng công chúa và các thế lực khác. Độc Cô Hoàng hậu Quyên Dư Gu 2019. Bộ phim dài 50 tập của đạo diễn Trương Hiệu Chính xoay quanh cuộc đời của Độc Cô Rala Trần Kiều Ân. Là một cô gái xinh đẹp, kiên cường, dù gia tộc bị bức hại, Rala cũng cố gắng vươn lên. Phu quân của cô, Dương Kiên, Trần Hiểu, là một người thông minh, tài giỏi. Nhận thấy chồng anh dũng, có chí khí, Rala đã phò tá chồng lập nên nhà Tùy. Đại Minh Phong Hoa Minh Dynasty 2019. Bộ phim cung đấu hay này lấy bối cảnh vương triều nhà Minh trong lịch sử Trung Quốc. Ở năm đầu của triều Minh Vĩnh Lạc, thành tổ Chu Đệ đã tàn sát cả gia tộc ngự sử đại phu Cảnh Thanh. Man Thù, Thang Duy, con gái đầu của ngự sử, được Tôn Trung cứu và nuôi nấng với cái tên Tôn Nhược Vi. Khi trưởng thành, Tôn Nhược Vi bị thế lực ngầm Thanh Chính Giáo chi phối và âm mưu gả nàng cho Hán Vương. Song do cơ duyên, nàng lại trở thành phi tần của Hoàng Thái Tôn Chu Chiêm Cơ. Lúc này Tôn Nhược Vi vẫn ôm mối thù cả gia tộc bị tàn sát. Song hiểu được nỗi thống khổ của người dân, lại thấy những tranh đấu nham hiểm nơi hậu cung và cung đình, nàng dần trưởng thành hơn. Cuối cùng, do bắt đầu có tình cảm với Chu Chiêm Cơ, nàng từ bỏ lòng thù hận và phò tá chồng lên ngôi hoàng đế. Phim cung đấu giúp truyền hình Hoa ngữ hốt bạc nhưng lại bị cấm trong 2 năm trở lại đây. Thậm chí hai bộ phim Diên Hy Công Lược và Hậu Cung Như Ý Chuyện còn bị gỡ bỏ khỏi các trang xem phim trực tuyến tại Trung Quốc. Nguyên nhân vì các nhà làm phim đã cải biên, sửa đổi, làm sai lệch quá nhiều thông tin lịch sử. Các phim thường bóp méo sự thật về vua chúa và các phi tần, biến các vị vua thành kẻ hoang dâm tàn nhẫn, còn phi tần lại trở nên xấu xa, thủ đoạn, ngày đêm tính kế hại người. Người ta nhận định rằng phim cung đấu đã truyền bá cái nhìn tồi tệ về văn hóa Trung Quốc. Phim càng được phổ biến rộng rãi thì càng khiến nhiều người hiểu sai về sự thật lịch sử. Do đó, trong thời gian tới, khán giả sẽ khó nhìn thấy những tác phẩm chỉ quẩn quanh trong chốn hậu cung như thế này. Cảm ơn các bạn đã xem video này của Hot News Showbiz. Hãy like và đăng ký kênh để cập nhật các tin tức mới và hot nhất nhé! Hot News Showbiz.